Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin: bỏ quên Trường Giang, Nhã Phương ba lần liên tiếp tỏ tình với Kang Tae. Hành động này của nữ diễn viên tuổi thanh xuân khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Sau một thời gian để fan của tuổi thanh xuân tạm giải lao khi phần 1 kết thúc, đoàn phim đã chính thức mang phần 2 trở lại cùng sự tái hợp của cặp đôi huyền thoại Nhã Phương và Kang Tae. Mới đây, nữ diễn viên vừa đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc rất tình tứ của cả hai, kèm theo đó là dòng trạng thái được chỉnh sửa đến tận 3 lần. Khoảnh khắc ngọt ngào khiến nhiều người vắt ngang của cặp đôi Linh và Su được Nhã Phương chia sẻ lên trang cá nhân. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Nhã Phương đã quyết định xóa hết câu tỏ tình và chỉ chừa lại mỗi tên phim khiến người hâm mộ vô cùng thắc mắc. Trước đó cô viết là anh đó anh yêu, từ khi anh đã đến, làm cho lòng tim em gạt hết bao nhiêu buồn đau. PS Forever Young, lời tỏ tình ngọt hơn mía lùi này đã khiến fan cặp đôi Linh Su được fan dậy sóng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nữ diễn viên 9X đã sửa lại, chỉ còn để duy nhất tựa đề phim bên cạnh bức ảnh. Có người còn lo xa đến nỗi Trường Giang sẽ phát ghen khi chứng kiến người yêu bày tỏ tình cảm với bạn diễn. Được biết, hiện nay Nhã Phương đang ở Hàn Quốc để cùng đoàn phim thực hiện phần 2 của tuổi thanh xuân. Đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên liên tục đăng tải những hình ảnh tươi tắn đáng yêu của mình như một lời nhắn nhủ khán giả hãy yên tâm và chờ đợi Linh Su tái xuất. Em gái Nhã Phương đóng vai trò tháp tùng chị gái trong chuyến đi này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!